là nhân vật đầu lèo một. Đô hô thế sao quân đội đã nhất thắng. Đô Vũ Văn Ngọc Bắc Giang của xã Chi Theo hai đô vào cơ sở. Hai đô xe đài. Chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Hai đô vào trận đấu tiếp tục. Hai đô chuẩn bị trang phục.
hay đi hơn, hay đi diễn. Đây bác vừa uống đây rồi, bác uống vẫn còn. Bác cảm ơn, bác vừa uống vẫn còn. Hết trận này, trận sau anh Đức sẽ hơn. Mày nắng lắm ạ. Cháu ngồi đây, cháu cầm cái này cháu lia lia để cho nó theo chính giữa cho bác ấy. Bác đi, bác lên trên cao, bác xuống chụp lại cái này toàn cảnh. Hai đội chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Xong kêu bật đầu hiệp 1, tiếp tục đến kêu bật đầu là hai đội Nguyễn Xuân Định gặp Đô Vũ Ngô Văn Phong. Hai đội vào xứ sở nghe công bố kết quả kêu bật vừa qua. Kêu bật kỳ 2 của đầu hiệp 1 vừa qua, Đô Vũ Nguyễn sao quân đội đã toàn thắng. Xin mời ông Vũ Nguyễn Văn Hoành, chủ nhiệm câu lạc bộ Vận Định Bảng ra trao đầu hiệp 1. Đỗ Xuân Việt Vĩnh Phúc và Sơn. Đỗ Xuân Việt giải tiểu đô và Sơn.